Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel YouTube của TV Dancer. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm thế nào để truyền dài thật chuẩn xác nha. BC. Và trước đây thì đã có hướng dẫn với mọi người về cách truyền dài. Thì bước 1 phải làm sao? Bước 1 lấy đà 45 độ. Bước 2 tiếp xúc bóng bằng mu bàn chân và điểm dưới cùng quả bóng. Bước 3 là vung chân. Đó là những cái lý thuyết mà anh em cần biết. Nhưng mà anh em có xem những cái clip đó, xem đi xem lại những cái lý thuyết đó hàng ngàn lần thì anh em cũng không thể nào truyền dài tốt được. Thì cách tốt nhất vẫn phải là ra sân tập luyện. Và tốt hơn nữa là tìm một người đồng đội để tập trung. Có thể là mình ở bên đây thì ở đây mình thể truyền qua bên kia, khi mà Messi bên kia có thể nhận bóng mà thể truyền ngược lại ở đây mình nhận bóng truyền tiếp. Nếu anh em không có một người đồng đội tập cùng, đơn giản tìm một vách tường, đá dội vách tường dội ra để quen cảm giác truyền vào vách tường. Rồi bây giờ mình sẽ tập cùng với kênh Messi cái để quen với cảm giác truyền dài điểm rơi, cứ truyền đến cái điểm của kỳ Messi đứng là được. Ok, và bài tập tiếp theo thì chúng ta sẽ cần ba quả bóng. Rồi, và một khung thành ở đằng xa đằng kia. Ok, đây là một bài tập quan trọng nha. Đó, nó sẽ giúp anh em cải thiện độ chính xác khi mà chuyền bóng. Thì chúng ta sẽ đặt ba quả bóng ở ba nơi khác nhau. Ví dụ quả bóng này mình đặt ở giữa sân đi. Rồi, quả thứ hai thì mình sẽ đặt về bên góc bên này. Quả thứ ba Messi sẽ đặt phía bên kia. Đó, giờ chúng ta sẽ đá làm sao cho bóng bay rớt thẳng vào khung thành bên kia mà không hề chạm đất. Thì ba quả bóng đang ở ba nơi khác nhau thì cái vị trí nó cách khung thành chắc là khoảng cách khác nhau, nên cái việc mình ước chừng cái cảm giác bóng bay vào khung thành là nó sẽ theo cái cảm giác của bản thân. Rồi, và hãy cố gắng làm sao mà đá ba quả liên tiếp vào khung thành thì mới gọi là master cái kỹ thuật đó. Còn nếu mà cứ quả được quả không thì mình chưa, thì rõ ràng là mình chưa thực sự tốt. Thì phải cố gắng làm sao cho ba quả đều vào cả ba, thì lúc đó mình sẽ gọi là thực sự là hoàn thiện được cái kỹ năng truyền dài điểm rơi của mình. Ok, thì Messi làm thử nha. Wow, một quả. Không sao, quả thứ hai hơi chật rồi nhưng không sao. Wow, tỷ lệ là 2/3 quả nhé, đó là một cái tỷ lệ cũng rất là tốt. Ok, kết thúc bài tập thứ hai thì anh em hãy cố gắng tập luyện bài tập này thật tốt để có một cái khả năng truyền dài điểm rơi chính xác. Và bài tập thứ ba thì anh em hãy nhận bóng từ đường truyền từ đồng đội tạt vào khung thành phía bên kia. Tại vì khi thi đấu thì hầu hết là các tình huống trên sân là bóng còn đang lăn, còn đang sống, thì không phải là những cái quả bóng đặt cố định giống như phạt truyền phạt hoặc là phạt góc bao giờ. Thì hãy tập nhận bóng từ đồng đội và tạt thẳng khung thành bên kia thì khả năng của anh em nó sẽ được lên một cái level cao hơn. Và để kết thúc video clip ngày hôm nay thì mình sẽ có một mini game nho nhỏ với anh Kiên Messi. Nãy giờ anh cũng quay cũng khá nhiều rồi. Và các bạn biết tại sao hôm nay mình gọi anh Kiên Messi tới đây quay truyền dài không? Hiện tại là chân mình đang bị chấn thương gân kheo ra, không thể thực hiện được những động tác này nó tốt được. Thì mình cũng cố gắng làm video clip cho anh em xem. Đấy, thì mình thử thách anh Si là 5 quả thì anh Si phải ít nhất là 3 quả
và ông Thành bên đó. Nếu mà không được thì búm tay. Ok, rồi nha, bắt đầu. Quả đầu tiên à. Ê. Ra ngoài, không vào. Quả thứ hai. Chạm đất phía trước rồi. Không tính. Quả thứ ba. Hay quá anh Si ơi. Tuyệt vời, ba quả rồi. Có người phải bị búng tay rồi. Wow, đó là 2 trên 5 thế là bị búng tay nha.